Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị và các bạn, bạn Phương Nga và bạn Hồng Trinh đã may mắn chiến thắng bước vào vòng thi này. Và bây giờ xin mời hai bạn có đôi lời tự giới thiệu về mình. Xin mời Phương Nga. Kính thưa quý vị khán giả, em tên là Phương Nga, hiện công tác tại bộ phận chăm sóc khách hàng Vinaphone. Hôm nay rất hân hạnh được tham gia chương trình Đi tìm ẩn số. Với mong muốn là cũng qua chương trình này góp vui cho quý vị khán giả, đồng thời đem một số tiền để cả phòng chúng em sẽ đi du lịch. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ hai, xin mời bạn Hồng Trinh. Dạ, xin chào quý vị khán giả, em tên là Hồng Trinh, hiện đang làm việc tại phòng quảng cáo của tạp chí Xanh Điệu. Đến với chương trình này thì thật sự em không được nghĩ là em sẽ được đứng ở hai người cùng chơi trên đây, nhưng mà đến đây thì cũng rất là coi như là cũng là may mắn, và đến với chương trình này chủ yếu là phiêu lưu mạo hiểm là chính. Thưa quý vị và các bạn, hai thí sinh của chúng ta rất vui, rất tự tin, và đến với vòng thi này, hai thí sinh có cơ hội nhận được giải thưởng cố định trị giá 3 triệu đồng. Làm thế nào để nhận giải thưởng cố định 3 triệu đồng? Rất đơn giản, trong thời gian 5 giây, các bạn hãy bấm bàn phím, ai bấm nhanh hơn đèn sáng lên sẽ là người chiến thắng và giành 3 triệu ra về. Yên tâm, không cần phải suy nghĩ đến những con số, những chiếc cặp. Bây giờ hai bạn sẽ chuẩn bị cho phần giải thưởng cố định nha. Đèn từ từ tối xuống và đèn ở giữa sáng lên. 5 giây lựa chọn bắt đầu. Nào, hãy bấm bật pin, hãy chọn 3 triệu. Ai bấm trước, xin mời. Và thời gian đã hết. Hai thí sinh chúng ta quyết định chặng đường tiếp theo. Cho một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần của họ. Và bây giờ giai đoạn 2 xuất hiện. Các bạn sẽ nghe một đề thi và có thể nhìn hiển thị lên màn hình. Đó là một bài toán mà các bạn phải dùng các phép tính nhẩm để làm sao có đáp án thật mau và bấm chuông để đèn sáng lên và trả lời. Bấm bàn phím, đèn sáng lên trả lời đúng là người chiến thắng. Trong trường hợp bấm bàn phím, đèn sáng lên trả lời không chính xác, người cùng chơi sẽ là người chiến thắng. Bấm bàn phím, đèn chưa sáng vội vàng trả lời cũng không được công nhận. Và bấm bàn phím, đèn sáng lên chần chừ, đó là thua. Và tất cả đã được sẵn sàng. Đề toán bắt đầu hiển thị. 62 chia 2 cộng mấy thì bằng 40. Hết. Xin mời bạn Phương Nga. Dạ thưa, cộng 9. 9 là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị và các bạn, thí sinh Phương Nga may mắn bước vào vòng thi đặc biệt. Bây giờ thì bạn sẽ cùng giới thiệu những người bạn đồng hành của mình. Dạ, thưa, đến với chương trình hôm nay thì em có bạn Ngọc Trang và bạn Thu Hồng sẽ đến cổ vũ cho em, cũng như là sẽ tư vấn cho em để làm sao tụi em dừng lại đúng lúc để được cái số tiền mà đủ tụi em đi chơi thôi. Dạ. Vâng, xin chào Thu Hồng và Ngọc Trang. Em là Thu Hồng và chị Ngọc Trang ngồi kế đây cùng làm việc chung với chị Phương Nga. Thì hôm nay tụi em cũng rất là tình cờ khi mà tới đây tham dự cái game show này. Hy vọng là Phương Nga sẽ cố gắng và đạt được 10 triệu. Và bạn có thể cho biết là ở trong phòng thì Phương Nga như thế nào? Cũng rất là vui tính anh. Dạ. Và còn gì nữa? Có khuyết điểm gì không? Tại vì Phương Nga là sếp tụi em. Wow. Nên tụi em không có thấy khuyết điểm gì hết trơn. Vâng, thưa quý vị, hãy cùng tự tin và may mắn với thí sinh của chúng ta sẽ có cơ hội lựa chọn một trong số các chiếc cặp mà hồi nãy bạn đã sở hữu lúc đầu là số 7. Thì bạn có thể giữ lại cặp số 7 hoặc đổi cặp nào bất kỳ tùy ý, bạn tính sao? Dạ thưa anh, hôm nay thì đến đây là quá hay rồi. Mà được đứng đây nữa là kiểu như niềm mơ ước của tụi em và của cả nhóm luôn. Nên em quyết định giữ lại cặp số 7. Xin mời bạn Bảo Thi. Có nghĩa là chiếc cặp số 7 sẽ giữ đến mức cuối cùng. Còn bây giờ thì bạn sẽ có cơ hội tuần tự để mở những chiếc cặp mà những giá trị của nó hiện nay đang hiển thị trên màn hình. Nhỏ nhất là 1.000 đồng và cao nhất là 100 triệu đồng.
Chỉ có điều cặp nào bao nhiêu tiền. Người thực hiện chương trình, các khán giả cũng như người dẫn chương trình không biết. Chúng ta chỉ biết khi nào chiếc cặp ấy được mở ra. Trong chương trình đi tìm ẩn số như chúng tôi thường nói, đó là nghệ thuật của sự dừng lại đúng lúc. Nếu bạn quyết định đúng lúc, bạn sẽ có được giá trị cao nhất. Và nếu như bạn dừng lại quá sớm thì bạn phải hối tiếc, và để quá muộn thì phải hối hận. Tất cả những người thực hiện chương trình và kể cả Thanh Bạch đều mong muốn cho người chơi của mình đạt kết quả cao nhất. Chúc bạn may mắn. Dạ, xin cảm ơn anh. Bây giờ thì hãy lựa chọn từng đợt. Đợt đầu tiên sẽ là 6 cặp. Sau đó ngân hàng chào giá tiếp tục 5, 4, 3, 2, 1. Chiếc cặp đầu tiên bạn chọn là chiếc cặp số mấy ạ? Dạ, thưa số 8. Chiếc cặp số 8 ngay bên cạnh chiếc cặp số 7. Chắc có lẽ bạn cũng muốn khám phá. Ngay bên cạnh số 7 là giá trị nào chứ gì? Hoài Hương chuẩn bị. Cặp số 8 từ từ. 50.000 đồng. Tiếp tục còn 5 cặp. Em xin chọn cặp số 20. Quân Nhi chuẩn bị, từ từ, mở. 5.000 đồng. Tiếp tục, bạn hãy lựa chọn 4 cặp nữa. Em xin mở cặp số 16. Cặp 16 sẽ có giá trị bao nhiêu? Chúng ta cùng bắt đầu khám phá. 15.000 đồng. Tiếp tục, còn 3 cặp nữa, bạn liên tục may mắn. Cố gắng duy trì nha. Cặp tiếp theo. 17. Bạn Thu Huyền chuẩn bị. Cặp 17 đã sẵn sàng. Và từ từ mở. 25.000 đồng. Tiếc ơi là tiếc. Còn nhưng mà bạn may mắn là còn 50 với 100 triệu lần này. Cẩn thận, có nghĩa là bên cạnh một con số rất nhỏ sẽ là một con số không hề nhỏ. Mở luôn cặp 18 đi. Dạ thôi, từ từ anh. Dạ chắc em sẽ mở cặp số 9. Kim Liên sẽ phải chuẩn bị cho chúng tôi xem kết quả. 25.000 đồng. Còn một cặp nữa thôi, ngân hàng chào giá. Dạ em xin chọn cặp số 11. Minh Thảo chuẩn bị. Cặp 11 đã sẵn sàng. Kết quả bên trong là chúng ta cùng theo dõi. Đó là 250.000 đồng. Ngân hàng chào giá 20 triệu đồng. Ba con số liên tiếp 25, 50 và 20 triệu. Bạn hãy cẩn thận giữ gìn, biết đâu 100 triệu nằm đây. Còn 3 cặp. Dạ em xin mở cặp số 10. Đây là vị trí ở giữa trung tâm. Thử xem cặp số 10 bao nhiêu. 10 triệu đồng. Không đáng ngại lắm. Còn 2 cặp. Em xin mở cặp số 23. Tu Thành chuẩn bị. Cặp số 23 có giá trị bên trong là 100 triệu đồng. Trời ơi, không thể tin được. Đó là sự thật. Nhưng không sao, 15 triệu vẫn còn cao hơn 10 triệu. Cố gắng chọn đi, giữ lại số 15. Bạn còn 1 cặp nữa. Dạ chắc em nên mở cặp số 6. Minh Ngọc chuẩn bị. Cặp số 6 đã có kết quả hay chưa? Chúng ta cùng xem. Đó là giá trị 1.250.000 đồng thôi. Yeah. Ngân hàng chào giá. Thưa quý vị, dựa vào những kết quả những cặp đã mở ra và những con số còn lại, ngân hàng sẽ đưa ra một con số để mua chiếc cặp số 7. Alo, chúng tôi nghe. Tiếc quá nhà, tại vì các con số lớn liên tục được mở ra. À, nếu mở tiếp tục nhiều cặp nhỏ, ngân hàng sẽ chào giá. Cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 7 giai đoạn này là 450.000 đồng. Nên chấp nhận hay
không chấp nhận. Dạ, không chấp nhận. Bạn sẽ có cơ hội mở 4 cặp. Em xin mở cặp số 5. Quỳnh Hồng Loan chuẩn bị. Đó là giá trị bao nhiêu? 4 triệu đồng thôi. Tiếp tục, bạn còn cơ hội 3 cặp nữa. Dạ, cặp số 3. Bạn Bửu Hằng chuẩn bị mở. 5 triệu đồng. Bạn vẫn còn con số 15 triệu. Hãy cẩn thận, còn 2 cặp nữa. Dạ, em xin mời quý vị khán giả trợ giúp giùm em. Nỗi buồn nhân đôi của Huyền và lại của Nga nữa. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Máy. Cảm ơn. Giai đoạn này ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 7 là 11.000. Chấp nhận hay không chấp nhận? Dạ, em không chấp nhận. Khán giả dự đoán. Bây giờ thì quý vị sẽ dự đoán chiếc cặp số 7 là bao nhiêu trong hai con số còn sáng đẹp, 20.000 hay là 2.500 đồng. Sẽ có hai khán giả dự đoán. Nếu hai người cùng dự đoán chung một đáp án, số tiền ấy chia đôi, tức là 500.000 chia 2. Nếu một người đoán đúng thì số tiền ấy sẽ hưởng trọn. Khối 7 hàng 2, ghế số 1. 621. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời khán giả may mắn ở vị trí 721 dự đoán. Xin mời chị. Tôi tên là Tuyết Anh, tôi xin đoán cái cặp số 7 là 20.000 đồng. Và xin mời bạn. 621. Em tên Nguyên Khôi, em xin đoán cặp số 7 là 2.500. Bạn đoán là 2.500. Còn chị thì đoán là 20.000. Sẽ có một người đúng, mà ai đúng thì sẽ được 500.000 đồng tiền thưởng. Nếu muốn biết cặp số 7 là bao nhiêu, chúng ta phải làm sao bây giờ Phương Nga? Dạ, mình phải mở cặp số 24. Đúng vậy. Chúng ta sẽ mở cặp số 24 và biết ngay cặp số 7 là bao nhiêu. Tuyết Nga chuẩn bị cặp 24 sẵn sàng. Xin chúc mừng chị Tuyết Anh đã đoán chính xác. Yeah. Và thưa quý vị, các bạn, chúng ta sẽ ngay sau đây khám phá chiếc cặp số 7, chiếc cặp ẩn số cuối cùng của chương trình. Xin mời bạn Bảo Thi sẽ cho chúng ta xem chiếc cặp. Và con số cuối cùng mà chúng ta cùng khám phá trong chiếc cặp số 7 đó là giá trị 20.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa trải qua những giây phút đầy hồi hộp và hấp dẫn của đi tìm ẩn số. Chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Cường thực hiện, được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia đình. Đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào, tạm biệt.